chi tiết mà có thể các bạn đã bỏ qua khi xem Kung Fu Panda. Bạn có biết rằng có một cảnh quay khi sư phụ Sifu đã phá vỡ bức tường thứ tư hay không? Đây là thuật ngữ khi một nhân vật nhìn thẳng vào camera, như thể họ biết rằng mình đang sống trong một thế giới giả tưởng. Phân cảnh này trong Kung Fu Panda cực kỳ khó để tìm. Nếu không dùng thủ thuật thì người xem bình thường rất khó có thể nhận ra. Đó là trong phân cảnh Po và Sifu luyện tập với đĩa bánh bao. Ngay trước khi Po kịp ăn chiếc bánh bao đầu tiên, Sifu đã lao đến cất ngang màn hình và cướp nó trước. Cảnh này nhanh đến nỗi chúng ta hầu như chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Sifu. Tuy nhiên, nếu bạn tua thật chậm lại cảnh quay, bạn sẽ nhìn thấy ngay trước khi lấy cái bánh bao của Po, Sifu đã nhìn thẳng vào camera.